Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Tu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay ngày 23 tháng 4 2020, năm thu lại cái đến điểm bán mai vàng quen thuộc của anh Hoàng Ân tọa lạc tại ấp 3 xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An của tỉnh Long An. Năm thu đến đây để chia sẻ với các bạn một số mẫu phôi mai mà hôm nay mới vừa về các bạn. Rồi, năm thu xin mời các bạn chúng ta bước vào khuôn viên bên trong để gặp anh chàng ăn quen thuộc. Hello anh. Chào năm. Chào tất cả bà con cô bác yêu mai vàng trên cả nước. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, cũng có về một số phôi mai. Nói chung là về hồi nay cũng chắc cũng nửa tháng rồi. Là mới. Mà bữa nay mới lên clip. Mong được giao lưu cùng bà con mình. Cũng như là cái phô mai mình mà khi mình bứng từ ở dưới đất lên chậu là trong khoảng thời gian bao nhiêu là cây nó sẽ nứt mầm? Với khoảng nửa tháng anh ạ. Nửa tháng nứt mầm. Nứt mầm hết rồi. Cũng nhanh ha, tại vì có một số người ta trồng có thể là 4 tuần hoặc là 6 tuần tùy theo cái cây nó lì, cây nó yếu không? Tùy theo cái độ chăm sóc của mình. Nếu mà cây non như vậy là 2 tuần nó đã nứt mầm rồi cây nó sống rất là khỏe. Khi mà mình phun nước nó ngày xịt nó ngày 4 5 lần thì lẻ lắm. Như mình xịt nước trên thân cây cho nó mát thôi ha. Xịt thân cây cho nó mát. 4 5 lần lẻ. Vậy là khi mà mình trồng mình có cần thiết đập bể cái bầu ra không? Đập bể luôn anh không? Đập bể cái bầu, đập bể bầu ra. Mang bầu nhiều lắm mà phải có ngày phải đập bể bầu thôi ha. Ôm bầu nặng người được làm gì? Thôi, xin mời bà con cô bác chúng ta bước vào khuôn viên trồng. Các bạn thân mến, hôm nay thì lô hàng được chào giá vào ngày 23 tháng 4 2020. Các bạn rất là nhiều. Phôi mai cục có, cao có, lùng có, mập có, ốm có, cỡ nào cũng có trơn á. Thích em nào thì búp em đó ha. Rồi, xin mời các bạn chúng ta đi làm việc thôi. Ăn lên. Nhanh gọn lẹ. Đầu tiên là em mập lùng hả? Em số 1. Mập lùng ha. Em số 1 này có cái rễ này nó bị hư rồi nha bà con. Hư lâu rồi nó sẵn. Quên anh ơi. Dạ. Ủa sao chào bà con cô bác không nói số điện thoại để chỉ hay là cách kinh thức kinh doanh gặp tay vô cái muốn lấy tiền liền sao? Số điện thoại của em là 0827485959. Số Zalo luôn. Rồi. Rất em bao ship 200 km. Rồi. Rồi. Còn cây là bao chín hay bao sống? Dạ, bao sống, bao chín luôn. Bao sống, bao chín luôn. Rồi thôi tiến hành làm việc rồi các bạn ha. Phôi mai nó rất là dễ sống các bạn. Khi mà các bạn nhận mai về, các bạn chỉ cần lấy móng tay, các bạn cào vô thân cây, nó còn xanh là cây rất là khỏe ha. Rồi bạn có thông số cây thứ nhất đi. 32 hoành. Chiều cao là 30. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 23 tháng 4. Rồi, cái số 1 800 ngàn. Cái số 1 có 800 ngàn thôi à? Rồi cây này sẽ có người lấy đó. Tại cây này nó bị lỗi có cái rễ nè. Nó có bị lỗi. Giờ mình khắc phục nó bằng cách nào? Khắc phục thì giờ này nó lên chơi cứ để vậy chơi thôi, nó bình thường. Cái này từ từ cũng lành lại. Rồi, mình khắc phục. Khắc phục bằng cách cắt cục luôn không? Có cắt cục không? Cắt cục bằng cách cắt cục. Cái cắt cục thôi chứ sao giờ. Rồi, 800 ngàn các bạn ơi. Rồi, ok, xin mời em khác. Rồi, em số 2. Số 2. Cây già cây lắm nha bà con. Cây số 2, cây rễ châm bơm ha. Tột lú hết rồi nha bà con. Rồi. 27 hoành. 27 chiều cao. Chiều cao 40. Rồi. Em số 2 được chào giá bao nhiêu đây? Em số 2 800k luôn. 800k. Hồi nãy giờ ông ho gặp mấy gốc cây của con ăn ho muốn chết luôn, sao ta kỳ ta? Sao kỳ không biết kỳ cục vậy? Dạ. Già quá hả? Này thôi rồi cảm nắng vậy các bạn chứ không phải là Covid rồi nha bạn. Rồi cái số 2 được chào giá là 800 ngàn hả? Rồi xin mời em ký tiếp. Em số 3. Em có thể chia sẻ được đây là cái giống cái gì không anh? Dạ. Giống gì? Dạ giáo hộp anh. Giáo hộp về có nó bao nhiêu cánh? Từ 6 tới 8 cánh. Nếu tùy theo. Nếu ai thích thì để luôn chơi luôn khỏi cần ghép ha. 23 hoành. 23 rồi. Được rồi. Dần anh có nhận ghép cây mai không anh? Cao 25. Dạ em không có nhận, em công chuyện nhiều lắm. Công chuyện nhiều lắm, không có ghép mai hả? Em là chào, em là số 3 chọn nhiêu? 500 ngàn. 500 ngàn, không ghép mai.
Có ghép người không? Rồi, xin mời em kế tiếp. Trời ơi, cục chữ làm chữ con gì đây? Không biết cái gì luôn. Con gì con yêu quá vậy đây kỳ cục trời. Nhìn nhện nhện quá. Ừ. Giống nhìn nhện đang bò nha bà con. Mấy siêu nhân hả? Nhìn nhện. Nhìn nhện ha, tưởng siêu nhân rau vậy, mấy đứa nhỏ thấy. Cái này đó làm sao trời? Nó đại chứ gì. 20 vành. Trời không biết đó làm sao, bóc chỗ nào đo chỗ đó thôi. Giờ đo này đo chiều cao gì đâu. Giờ mày chụp được chỗ nào. Nó 20 luôn. À mày chụp được chỗ nào mày chụp rồi đo chỗ nào đo giờ không biết làm sao, cũ thường lừ vậy nè. Yêu con nhành nhành nha bà con. Em mày quái đó. Mày sao mày quái. Đây à. Số 4 rồi. Số 4, được chào giá là nhiêu đây? Giá 1 triệu. 1 triệu, em mày rất là quái các bạn. Giống cái con gì, chẳng biết cái con gì. Giống nhành nhành nằm đang bò. Cái con gì. Rồi, em xin mời em kế tiếp. Em xin mấy đây. Em này đang có nụ các bạn ơi. Nè nụ bung ra nè. Phải nó nở về bông cho thấy mặt bông luôn ha. Chưa rõ. Chắc lại chắc 2-3 ngày, 3-4 ngày nữa. Ừ đúng rồi. Cái nó nhún 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 vậy khoảng 3-4 ngày sau nó mới chịu nở. Em xin mấy đây. Số 5 rồi. Em số 5, bao có thùng số 24 hoàng. Cao 1 mét. Cao 1 mét. Đế nằm dưới đây nhiều lắm nha bà. Nhiều không? Nhiều. Số 5. Giá 800 ngàn. Mùa Covid. Bán giá mùa Covid. À, bán giá. À, giá khá là mềm. Rồi, xin mời ông kế tiếp. Số 6. Ừ, là số 6 rồi các bạn. Đo dưới đây 29. Chiều cao là 75. Nó đang nứt với cái chòi, với mấy cái nổ nứt luôn. Cây này mạnh dữ lắm nha bà con, về trồng liền không á. Rồi, em số mấy đây? Số 6. Số 6 giá 800. Bữa nay giá học sinh nha, học sinh cũng có thể để dành tiền mua được cái mai chơi nữa. Đúng rồi, không cần xin riêng không? Học sinh mua cũng được ha. Không cần xin tiền cha mẹ đâu. À, trôm tiền cha mẹ thôi khỏi xin ha. Đừng riêng tàu hối giờ để trôm ông ơi. Rồi, xin mời em kế tiếp. Còn Phúc nghe nó khoái, đúng ý nó cười, gặp phải ông Phúc. Con chơi mày con xin Phúc. Với học sinh thì làm gì có tiền mà để dành, làm gì ra tiền mà để dành mày. Cho mẹ cho ăn bánh này, để ăn bánh vẫn mua mai được, chơi. Trôm tiền cho nhanh. Trôm cho nhanh ha. Mầm hết nha bà con. Rồi, ông có một số 22 hoành. Ừ, chiều cao. Chiều cao 30. Ừ. Em số mấy đây? Chỉ không? Số 7, 7. Ừ, số 7. À. Giá 600 ngàn. 600 ngàn. Có nhiều bà con nói sao ấy em bữa nay em để lú tượt về em quay clip luôn. Rồi, xin mời em khác. À, có số cây nó đâm tượt. Nói gì đâm tượt chuyển ship đi nó cũng gãy tượt hết à, ăn rồi. Gãy không? Thế cũng thì nó gãy nhưng mà có điều là mình biết cái cây mình nó khỏe mạnh. À, chỉ khi nó, nào nó bung rồi thì nó gãy rồi nó gãy một tượt nó ra còn một lùm lum nữa. À, nó tức nó ra chỗ đó rất là nhiều. 22 hoành. 22 chiều cao. Chiều cao 60. Rồi, cây số mấy đây? Số 8. Em số 8. 8 giá 500 ngàn. Em số 8 được chào giá 500 ngàn. Rồi, à, thư ký đó có ghi lại không ta? Có lưu số là không biết lộn số nha. Có ghi ha. Lan ăn nó tiễn cô thư ký mới giờ làm việc cho nó. Cây số mấy đây? Số 9. Cây đẹp nha bà con. Đang ra chòi bạn thấy chòi. Cái này về dọn lại là cái này cũng khá cây lắm. Chòi ra. Mấy ngày nay đây có mưa cây nào không anh? Dạ. Có mưa trận nào chưa?
Có mưa bữa có mưa trận. Chỉ cần mưa một trận thì gọi là 28 rồi. 28. Cao 50. Cái số 9 giá 1 triệu. Số 9 giá 1 triệu ha. Ở Sài Gòn cũng mưa một trận rồi. Cây đẹp. Lắc cây này dọn rồi. Thế cũng lực lực không? Rồi, xin mời em kế tiếp. Cái kia này có cái lỗ. Cái này có lỗ, nhìn thấy qua kia luôn á nha. Trời ơi, cái lỗ gì nó thông ra trời ơi là trời. Ừ. À, bên này nó có cái đường rãnh. Bên này nó có cái rãnh. Cái này về chơi cái lỗ này nha bà con. Bên này có rãnh nè, kia nó thông qua cái lỗ. Mà cây đất. Cây là rất là mạnh, rất là khỏe nha, nay buông mầm hết đó rồi nè. Cây có cái lỗ quái ha. Dạ. Nhưng mà cây đế đẹp. Rồi, bắt các thông số đi. Nhưng mà nó liền chưa? Không liền nổi đâu Năm ơi. Ý anh Năm nó lành đó. À, nó sành hết rồi. Nó lành, 21 hoành. Chứ có rảnh chà bá vậy sao liền nổi trời. Chiều cao là 50. Nó sành cứng ngắt hết rồi. À, nó cứng rồi nó liền. Nó vậy đó. À, nó liền chưa? Giờ phét thêm nữa chơi cái lỗ. Phét thêm. Số 10 thì giá 400 ngàn. Tại cái rổ, cái lỗ không mất giá dữ trời. Chứ cây này có đế đẹp ha. Đế đẹp. Đế đẹp là tại nó bị cái rãnh với cái lỗ đó, cái thành ra mất giá. Ai thích lỗ thì thấu hơn kia luôn. Ai thích lỗ sở hữu em này ha, chỉ có 400 thôi mà. 400 hả? 400 ngàn. Rồi, xin mời em khác. Mầm hết này nha bà con. Ừ. Rất mạnh luôn. Số mấy nè? 12 phải không? 11. 23 hoành. Chiều cao 60. Cái số 11. Giá 700 ngàn. 700 ngàn. Rồi, ok, xin mời ông khác. Em số 12. Cái này già, nó giống như nổi gì, giống giống như cái. Cái này bị sờ mâu. Bị sờ mâu không? Cái sờ mâu thèm thịt chó hả? Phải không? 22 hoành. 22, chiều cao nhiêu? Cao 90 đi. Cao 90 đi. Chào giá nhiêu đây? Giá 800 ngàn. Giá 800. Ăn căng thịt chó không ăn? Cái 12 phải không? Ăn. Em không ăn thịt chó nữa. Ăn thịt mèo không? Dạ. Ăn thịt mèo hả? Mèo, chó mèo em không ăn. Tính mời mình đi nhậu không ăn thôi, không mời. Rồi, cây số mấy đây? Cái số 12 giá 800 ngàn. Nhắc lại điện thoại đi, số điện thoại đi em. Họ của em 1082748959. Các bạn thân mến, các bạn liên hệ trực tiếp với anh ha. Năm Thu không tham gia mua bán bất cứ hình thức nào. Năm Thu chỉ làm liếp thôi. Số cái gì vậy trời? Được rồi, từ từ dự trực cái được. Cái số mấy đây? Em là em số mấy? Em là cái bông rồi. 13. Em số 13. 22 hoành. Cao 60. Đây chưa có dáng. Rồi, cái này có bông nữa. Thơm không? Hết thơm rồi. Hết thơm không? Có nghĩ đâu. 6 cánh. Ăn mà nó hửi cái hết mẹ của người ta là còn gì nó thơm nữa. Chắc nó trổ luôn 2 ngày à, anh Năm hửi, anh Năm còn chừa cho người hửi chút. Ăn hửi hết luôn á. Cây số 13 được chào giá là giá 500 ngàn. 500 ngàn. Nó có bông và có nụ các bạn ha. Xin mời ông khác.
Ừ, em số 14. Số 14. Đang chỗ rồi. Chắc đo hai chỗ á. 24. Cái đó mình đế với mình cho mình eo. 34. Cho 80. Cái 14. Cái 14 giá 1 triệu. Cái cũ đế đâu khá đẹp nhưng mà con lên trường mâu hết rồi. Ok, xin mời em khác. Cái này đế khá đẹp. Có điều nó có cái rễ này chắc bị mối ăn này. Rồi, báo cáo thông số. Cho tôi điện thoại gái gọi gì xin. 30 hoành. Và chiều cao. Chiều cao là 49. 16. 15. Em số 15. 15 giá 800 ngàn. 800. Rồi, tin mẹ em khác. Cục thừa lừ đây. Cục thừa lừ cái năm trời quá trời đó bạn. Này mini sùng nguyên con nha bà con. Mini sùng nguyên con hình thú. Rồi làm sao đo được cái cục này? Cục này đo làm sao? Cái này đo cái hoành đại cho con thôi. Đo đại mà con có bác thấy được rồi chứ. 21 hoành. Điều giống nòng súng chỉ anh trời ấy trời. Này 40. Đại bác. Đại bác chuyển trời. Em đây nhìn đẹp đấy, có rất có duyên. Rồi em xuống máy đây. 16. 16. 16 này xuồng nguyên con nha bà con. 16 này giá 1,3 triệu. Giá 1,3 triệu đây là dành cho các bạn là chơi hàng bonsai các bạn ha. Yeah, bonsai này đẹp nha bà con. Bây giờ các bạn chơi cho mấy cái chậu hình chữ nhật rất là đẹp. Rồi mời em khác. Xuồng nguyên con quá đẹp, quá đẹp không? Đây, em nữa đây, đang biết cái gì nữa nè? Giờ đây cục thừa lừ nữa, cục gì nữa đây? Đây cũng xuồng cũng cũng hết rồi á. À mấy em này quái là bạn mấy gốc quái đây. Một mầm hết nha bà con. À, thời gian gần đây các bạn rất là thích chơi kiểu quái, nó không nằm trong cái kiểu dáng truyền thống. 15 hoành, thủ này nha. 32. Chiều cao chắc không có đủ sức tất cho. 20. 17 hả? Em số mấy? 17. 17 được cho giá rồi. Cái này giá 800.000. Giá 800.000. Này chắc 800 chắc quay mua đâu nhỏ. Không. Được mà. Đẹp mà. Đẹp, 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 được á, được không sao, được nè. Đúng mặt đây, ô, thì cây này, cây, dù nha bà con. Cây này chơi tầng mưa dù. Lấy cái này về chơi mưa được. Các bạn thấy có nụ không, đây cái tầng dù. À, có... mưa là lấy cho một cây dù này về che mưa nha bà con. Cái này sau nó không có nở cái bông nụ không? Chưa thấy có bông nụ. Mới bút bút hả? Cái nụ nó về sọc ngổ vậy. Không biết nó đắng không? Bảy canh hả? Đâu tới bảy canh hả? Bây giờ là qua đổ cái bông con bứt hả? Qua xé nụ nó luôn hả? Ừ. Kiểm tra nó nè. À xé nụ kiểm tra đúng không? Thôi mà áp nó lại xuống để cho nó nở vậy. 35 hoành. 35 hoành, được cao. Cao cây dù này 1m2. Cây dù 1m2. Cây dù bự quá ha, cây dù tới 1m2 luôn. 18. Em 18. 18 này giá 1,5 triệu. Nó chào giá là 1,5 triệu. Tới là mua dù bà con ơi.
Rồi, xin mời ông Khác. Rồi, em mini nữa. Đây củ mì, củ khoai, cái này củ cây mai hay là gì? Rồi, em mini. Móc lộn cái gì không Phúc? Ừ, có lộn cái gì không? Thì 13 hoành. Ừ. 18 hoành. Cái này giống cây bông giấy trời. Cái gì? Cao 20. Ừ. Cái này bán nhiêu trời? Cái cây đó hả? Số mấy vậy? Cây 19. 19. Ừ. Bán chấp cây này chấp. Để 200 ngàn đi, ai có mua cái gì đó mình khuyến mãi, các bạn mua cây giá cao, giá bao nhiêu thì khuyến mãi. À. Bây giờ là trước mắt nếu mà không để giá thay đi 200 ngàn chắc cũng lẻ, cũng không ai mua đâu. Không, 200 ngàn có người mua. Khuyến mãi à? 200 ngàn có người mua cây này, năm biết rồi. Rồi. Rồi ai mua cây lớn khuyến mãi cây nhỏ. À, nếu mua cây lớn khuyến mãi cây nhỏ, nếu mà không mua cây lớn mua cây nhỏ là không. Cây này nha, chứ không phải cây nặng khuyến mãi à. À, chứ mua không cái, thì cái cây đó đâu mình là quất cây phúc. Ừ. Ôi cây mình lụm đâu mày? Nằm bên tuốt bên kia. Ừ. Tuốt bên mặt tượng. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số mấy đây? Số 20 hả? Số mấy? Số 20 không? Số 20. Hai bậc mầm hết này nè bà con. Ừ. Em chứng thực khác. 29 hoành. Cao 40. Cây số 20 giá 700 ngàn. Rồi, ok, để xin mời em kế tiếp. Em số mấy đây? Này giống hàng khuyến mãi đó. Em số 21. Em 21. Đế được cũng khá lắm à. Ừ, đế được. Em lại nhiêu đây? Em số 21. Được 21 hoành chứ bộ. Ừ. Chiều cao 20. Chắc lẽ có lẽ làm cái lớn lớn là cái giờ nhìn mấy này nó không. Cây số 21 phải không? 21 thì chào giá là 21 phải không? Cây này giá 300 ngàn. Rồi, xin mời em kế tiếp. Có cây kia nó bông quá trời ha, cây kia bông quá trời. Có cây nằm trên cái đôn á. Cây bán rồi hả? Bán rồi hả? Cây số mấy đây, 22 hả? 22. 22. Chỉ cao 1 mét đi. Cái số 22 hoành. Rồi, được chào giá là. Cái này giá 700 ngàn. 700 ngàn. Ba cái nấm này tự động mà từ từ nó lột ra luôn rồi nha bà con. Đấy bà con hôm nay cũng cái vụ nấm nấm này cũng điện về em quá rồi. Nó khô đó, nó lột ra đó. À. Bạn thấy không? Khi mà nó khô các bạn chịu khỉu rất ha. Da trong nó bình thường có gì đâu. Nó giống như cái mì ghẻ hả? Nó lọt tóc nó lọt hết rồi. Có đâu. Chứng tỏ là mình không thấy nước để nó khô là bóc ra được ha. Bóc ra dễ hơn. Khô chết chứ khô cây luôn hả? Đâu ta tưới gốc đứng tưới ngọn. Ờ đứng tưới ngọn. Nó phơi nắng chừng 2 nắng là nó khô cái gì đâu. Mình vẫn tưới gốc bình thường. Ờ à, nhắc là số điện thoại đi anh ơi. Số điện thoại của em là 082 748 5959. Các bạn liên hệ trực tiếp với anh ha. Cái bông rồi sao rụng hết rồi. Rồi em số mấy? Số 23. Em số 23. Đường bò lết gì đây nè. 26 hoành. Chiều cao 1m3. Quá trời mạnh luôn kìa nha bà con. 23.
giá 1 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp à, giá 1 triệu thôi. Em số 24. Trời, em gần nhất cao liều khỉu trời. Cây này giống em à? Ờ, giống hình giống ghê thiệt. Giống quá, giống giống như anh em sinh đôi không? Giống như em cao nhồng hả? Giống như em cao nhồng à. Hoành 21. Chiều cao. Chiều cao 1m2 đi. Cây này giá 700 ngàn. 20 mấy vậy? 24. Biết tay ra ăn. Làm như tay đẹp hơn cây đẹp. Làm như tay đẹp lắm à. Đưa cái bàn tay số quắc ra đó. Che hết cái góc của người ta. Bàn tay lùng lực bút măng. Ờ, che hết cái góc của người ta. Em có chào giá chưa? 700 ngàn hả? Rồi, em này có bộ đế rất là yêu, dáng siêu ha. Chật lắc chút các bạn, lắc. Đây, bộ đế để nôm các bạn. Đế nôm, em này đẹp. Khá cây nha bà con. Em này đẹp mà, đế nôm, cái đế đẹp mà. Em này đế đẹp chứ da nó trơn tru, nó không bị sần sùi, không gãy lở đúng không? 25 hả? Cái này cái số 25. 25 em 25 hoành luôn. Em là da láng không có ghẻ lở nè. Chiều cao là 73. Cái này 25 giá 1 triệu. 1 triệu. Cái này. Ok. Cái này cúc chi trên đẹp nha bà con, cái này làm cái tàn cái đẹp. Đợt này là phơi mai tương đối khá mềm. Rồi, xin mời em kế tiếp em số 26. Em 26. Con thương con đạo điều lực đó con, để làm cho cục sống mà chết đấy. Đó, đế cũng cuộn nhiều. À, và đế đẹp. Nằm trên mặt kìa. À, rất là khỏe các bạn. Mấy bữa về là không tứ. 28 hoành. Chiều cao. Chiều cao là 95. 95. Em số 26 phải không? 26. Được chào giá là? 26 thì giá 900 ngàn. 900 ngàn. Okay. À, xin mời em kế tiếp. Em số 27 lại có một cái rảnh nữa rồi. Cái này ơi. Clip cũ nha bà con. Có cái rảnh này ai cũng chê nè. À, có cái rảnh huyền thoại luôn không? Yeah. À, ai cũng chê cái rảnh. Cây rất là khỏe, bật mầm tình lương. Tại vì có một số bạn tâm lý các bạn trồng, các bạn sợ cái rảnh đó nó làm cây nó bị yếu, nó bị gãy á. Rồi đa số các bạn có tâm lý như thế. Mà không biết thật có dạng gì không, không biết. Cái số mấy ta? 27. 27. 27 là nó có bị lỗi là có rảnh cây các bạn, năm thu cận 26 hoành. Cây này có thể cắt lùn à, chơi bonsai, à, chơi cây lạ cũng được. Cao 1m4, 1m3 đi. Cái này nói chung là xả lùng thôi ân ha. Dạ, tại những cây mà nó có một tại những cây có cái rảnh như thế này là các bạn nuôi tàn lớn nó dễ bị gãy á. Nặng tàn nó dễ bị gãy cây, thành ra các bạn chỉ chơi bonsai. Cái này anh em thích chơi cây bonsai gọn gọn mini về hạ xuống đánh cái lũa ra luôn, chơi cái lũa nhỏ mà chơi bonsai nhỏ nhỏ. 27. Chào giá là? Giá này 500k luôn. À, tại cái rảnh mà em mới mất giá thê thảm luôn. Chứ bộ vàng đế đâu cũng khá lắm á, cây chơi bonsai rất nhiều, chơi bonsai lạ lạ cũng đẹp. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em số 28. Con bật mầm quá này nha bà con. Đó, 28. Hai mươi 24 hoành. Này hò cho cách ly quá. Cao 35. Ho to ho thay mình mất 55 rồi. Cái
Ngày mấy ta? 29. 28. 28. 28 này giá 600 g. 600 g. Cây này cũng u nằn dữ nha mà không. Ở Long An như đâu có ca nào bệnh viện không? Ở tỉnh Long An không có. Thằng chị nó tháo dỡ đầu tiên á. Ở thành phố còn mà Long An nó tháo hơn tuyệt vời. Long An là đất làm chuyên đồng. Long An là đất Long An là chuyên dũng chuyên cường. Chuyên dũng vậy nóng thế bà nội luôn. Không, dân đánh giặc mượn xuồng cho. Nóng chết. Chắc có lẽ nóng quá thành ra không có. 30 phải không? 29. 29. 29. 29. 21 hoành, con số ngọt à. Ừ. Số dễ cảm. Số dễ cảm nha, số 21. 21. Số được ngăn khoái lắm á. Ừ. Số 29 hả? Cây 29, hoành 21. 29, hoành 21. Giá chắc 300 g đi. 300 g hả? Cây 30 phát sổ. Rồi, cây 30. Còn bao nhiêu phút rồi? 30 phút rồi. Thêm mất đi. Thêm 2 cây đó đi. 2, 3 cây nhỏ nhỏ thêm đi. Cây 30. 30. Để nó không giữ rồi nha. Quá trời à. Xưa nó có cái sẹo đây nha bà con, nhưng mà giờ nó lạnh rồi nó kéo ra cái bít cỏ này có chút chiếu mà nó cứng ngắt nè, nó đang kéo xuống tới đây rồi nè. Và báo cáo con số. Hai mươi chín hoành. Số 30. Chiều cao 1m2. Rồi em được chờ giáo vô đây. Cái này giá là 800 g đi. 800. Con quấn dây gần gần xuống gốc nha con. Quấn bằng keo để khi mà vô cái gốc lại nhìn thấy cái mã số cây luôn. Rồi xin mời em kế tiếp. Em số 31. Không, người này bỏ xuống đây, cái này chưa có bật đâu. Chưa hả? Đây nào. Thử cái nào bật mầm mà đưa lên. Cái số 31. Chi cành đẹp nha bà con. Cái này gọn gọn chi cành đẹp, cái này chơi chỗ trong nhà nhỏ nhỏ. Tết chơi đẹp ạ. À. 23 hoành. Chiều cao. Chiều cao 1m1. À, cái số 31 về chào giá là 31 thì giá 600 g. 600 g. Các bạn lưu ý chào hàng vào ngày 23 đúng không? 23 tháng 4 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh theo số điện thoại. Anh ơi, số điện thoại nhắc lại. Điện thoại của anh là 082-748-5959. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em số 32. 32 đang ra đá non rất là nhiều. Tắt đi con. Cây này cây gì trời? Cây này, cây nó bị hơi siêu siêu chút. Tặng tiếp. Bạc phong. Tiếp tục 32 phải không? 32. Mười bảy hoành. 17, chiều cao. Chiều cao 70 đi. Cái này chắc hàng phía ngoài quá. Giá bao nhiêu đây? Chắc giá 200 g đi. 200. Rồi, xin mời em. Ai mua cây nghe cây này nó khá khá, em tặng kèm theo luôn cũng được. Rồi, em số mấy? Em số 23 phải không? Ồ, 23 đã chọn. 23. 33, em số 33. 33 đẹp nha bà con. Ồ, hôm nay bật mầm cái rồi. Bật mầm này cây không khỏe thì chọn cái gì khỏe. Chọn 2 cây nữa đi, 35 cây thôi. Chào giá hôm nay 35 cây đi. Chọn 2 cây bật mầm đi. Chọn hai cây nó có mầm nhiều. 26 hoành. 32. Y 33 hả? Cây nó bông đẹp. Cây 1m.
cây bầm ba giao yếu không đẹp. Cái này giá 1,2 triệu. Cây bầm ba được chào giá là 1,2 triệu. Đẹp nha, chi cành này đều lắm á. Cái này nó bật ra kìa. Cái này giờ bữa nó xé tàn á. Rồi, xin mời em khác, xin mời em số 34. Em số 34 các bạn ơi. Hồi nay lên cỏ luôn. Khuyến mãi không cỏ luôn, đúng nhỏ. Xong để khuyến mãi không cỏ nhỏ, chưa ổn gì trời. Cái này xù với xù của ráo luôn nha bà con. Quá trời, nguyên cái khu nguyên cái đoạn này xù luôn rồi. Mà con thích thì để chơi vậy, không thích cắt. Rồi tiếp tục em số 34 bác có thông số. Cắt đây nè. Hai mươi bốn hoành. Chiều cao là 90. Con này 24 không? Còn 34. 34. 34 giá 1 triệu. Cây này em cắt nha bà con. Rồi, xin mời em khác, em số 35. Cũng là em cuối cùng trong chương trình chào giá vào ngày 23 tháng 4 2020. Em số 35, con số 35, con số đáng yêu, cây cũng cao luôn. À quá, trời bán ế, cây ra lá tùm lum luôn. Con số 35 đây các bạn ơi. Thế nào? Hả? Bán ế để cây ra lá tùm lum luôn. Nó nói thiệt, bán ế đó, bán ế. Nó bán cây mà nó bán ế. Tao bó tay mày luôn ăn. Ê, nó bó tay. Này lâu lâu ai nhập á, nói chuyện mới cười chết. Ai nhập mày sao? Cây 1m2. Cây 35. Chắc vợ nhỏ nhập mày không? 35 giá 800 ngàn. Giá nhiêu? 800 ngàn. Cái giá mềm mà đợt hàng này chắc có lẽ bán nhanh, tại cái giá này nó khá mềm cũng rồi. Các bạn thân mến, cây số 35 cũng là cái kết thúc cái chương trình chào giá hôm nay vào ngày 23 tháng 4 2020. Nếu âm thu thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn cái chuông ủng hộ tinh thần cho âm thu. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ âm thu những video mới nhất. Lần nữa âm thu chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như là ủng hộ điểm bán mây vàng của anh Hoàng Ân tọa lạc tại ấp 3 xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An của tỉnh Long An. Thôi anh ơi, chúng ta chào bà con cô bác đi. Cũng thân chào tất cả bà con cô bác mình trên cả nước, cũng chúc bà con mình một sức khỏe dồi dào, vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống. Rồi, thôi bye bye ha, hẹn gặp lại trong những kỳ phát sóng kế tiếp. Bye bye.